Rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại và làm cái video này để giới thiệu và cùng làm để các bạn cùng theo dõi ha. Các bạn nào mà biết trồng dâu rồi thì các bạn có thể không xem. Còn bạn nào mới trồng hoặc là các bạn đã có những cái dâu sống rồi thì các bạn xem rồi sau đó các bạn có một cái sự mạnh dạn cho cái chăm sóc nó hơn. Có rất nhiều bạn thì mình biết là các bạn mới trồng cho nên khi mà những cái dâu sống rồi thì các bạn không biết làm sao. Tiếp sau đó thì các bạn cứ để cho nó dâu nó cằn hoặc là nó sẽ bị một cái là cái tình trạng là đen đất và nó không cải tạo được cái mặt đất thì nó làm cho cây dâu nó khó phát triển các bạn nhé. Và mình nhắc lại cho các bạn là bất kể cái cây và đối với dâu thì cái bộ rễ là linh hồn. Nếu như cái bộ rễ của nó tốt, phát triển tốt, ra thể của bạn xốp và nó bắn được nhiều rễ thì khi chúng ta ví dụ như các bạn tưới cái phân cái chất dinh dưỡng xuống một chút thôi nhưng mà cái cây dâu nó hấp thụ được rất là nhiều thì chúng ta đỡ, và hai nữa là nó hút được nhiều chất dinh dưỡng thì cây nó cũng tốt và hoa quả nó cũng tốt, chứ không phải là chúng ta cứ tưới cho nhiều phân vào mà nhất là cái bộ rễ nó không phát triển được thì nó sẽ không hút được chất dinh dưỡng và dâu của nhà nó cũng cứ xấu. Và hôm nay mình làm cái video này bởi vì mấy hôm nay đấy các bạn, hôm mấy hôm rồi mình tưới lân các bạn nhá. Thì cái sau khi mà tưới lân thì các bạn thấy là cái màu xanh thì tưới lân nó không mướt như kiểu tưới phân đạm các bạn. Thì nó có một sau vài ba hôm nó nắng á thì cái mặt đất nó sẽ bị cứng. Thì cái việc đầu tiên là các bạn phải đi xới cái đất ở trong cái chậu dâu lên các bạn nhá. Xới cái chậu đất trong chậu này các bạn này. Cái dâu nó trồng hôm trước cái chậu này mình trồng lại rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý là xới là thế nào để cho nó khô cái đất này các bạn này. Nó khô tí nha, chứ ví dụ nữ ướt là các bạn xới là lại gọi là phản ứng ngược đấy. Và các bạn xới thì cũng không sợ là nó đứt đâu, nó đứt rễ và nó chết đâu. Các bạn có mạnh dạn, nhiều bạn thì không dám làm. Nên các bạn nên nhớ là phải xới cái mặt đất lên nhá. Xới để làm cái gì các bạn? Để tăng cường cái việc mà gọi là cái độ xốp á, độ xốp cho cái giá thể của đất của chúng ta cứng ngắc các bạn. Để cho cái rễ nó bắn ra, các điều kiện nó bắn ra các bạn nhé, bắn ra cái rễ mới để nó phát triển cho nó nhiều cái rễ mới và nó hút được chất dinh dưỡng. Cái rễ mới là cái rễ trắng, còn cái rễ đen các bạn là cái rễ mà nó đã lâu rồi, nó cỗi đi rồi, là nó không hút được chất dinh dưỡng nào, nó phải ra cái rễ mới. Và thường thì những cái cơ dâu Nhật Hana là nó những cái dâu già đó các bạn là nó đẻ ra cái nhánh và nó ra những cái rễ mới thì những cái cây đấy thì cái quả nó mới chất lượng các bạn nha. Cái mùa này là nó vừa ra quả xong nhưng mà đẻ nhánh. Nó không ra ngó nhưng để nhánh các bạn, để nhánh thì các bạn cố gắng là tưới NPK hoặc là thêm lân. Ở đây thì mình có thêm lân các bạn nhé. Lân thì nó tăng cường cái việc mầm hóa, nó tăng cường cái việc mầm hóa hoa đó, phân hóa mầm hóa hoa. Và mình có bón thêm humic. Và cái khi xới mặt đất như vậy thì các bạn nên là xới mặt và dùng cái đũa các bạn chọc ở dưới này, chọc thâu nữa đây này. Bạn nhá, chọc sâu để cho nó xốp. Đó, xốp bạn nhé, chọc ba góc hoặc là các bạn làm thế nào nhưng mà nói chung là cho nó xốp lên, nó tưới thoát nước chứ đừng có để nó đọng nước. Đấy. Nó đã bén như thế này thì các bạn không sợ nó chết đâu, nhìn vậy nhưng mà dâu thật ra nó khi mà nó bén rồi thì cái giá thể của bạn nó đã hợp rồi nên nó không chết rồi nhá. Nó phải xốp vào nhá, các bạn để cho nó khô chứ đừng có để thoát, đừng có để cho nó ướt mà sới lúc ướt. Thật ra thì mình vừa quay video mình vừa làm thì nó không được chỉn chu nhưng mà phải dùng tay, còn tay mình cầm camera mình quay á. Đấy các bạn nhá. Này, bóp ở dưới nó mềm mềm là được các bạn này. Đấy. Và các bạn khi sơ tới này thì các bạn cũng đừng vội khi mà sới như vậy nhá. Các bạn đẩy lên vậy các bạn đừng có vội mà tưới phân, bởi vì sao? Khi mà đẩy lên như vậy thì thế nào nó cũng bị ảnh hưởng một ít nhiều, ảnh hưởng một phần ít những cái rễ đúng không? Các bạn thấy phân luôn là nó sẽ sót, nó sót thì nó sẽ cây nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta để cái này theo như mình là mình sẽ để đến ngày hôm sau mình cái độ ẩm nó vẫn ok này thì mình sẽ để lại và chiều đến ví dụ ngày hôm nay và mai, chiều mai mình mới tưới các bạn nhá. Mình chiều mai mình tưới, các bạn để chưa là cái phần đất mà mình đẩy lên như này này nó được phơi nắng các bạn nhá. Đấy, nó được phơi nắng và các bạn biết là khi mà nó cái phần đất nó phơi nắng mà nó đẩy lên nó phơi khô thì chiều mai các bạn tưới là nó sẽ rút nước rất là ok luôn các bạn nhé, nên lưu ý như vậy. Nhưng mà các bạn nên nhớ là phải để ý cái đất chứ không có là nó khô quá là cái dâu nó lại héo, thế thì các bạn phải căn được cái
cái đất của mình nó có độ ẩm là nó phải giữ được cho dâu tây các bạn nhé. Cái này là cái lân các bạn này. Đó. Cái lân nó rất là hợp với dâu tây các bạn. Mình thấy là lân là một cái mà nó cực kỳ hợp với dâu tây. Đây này, cái lân mình tưới mà nó cục cục cái này này các bạn này. Đấy, các bạn thấy nó rắn rắn không? Nhớ nha các bạn, nhớ là nó rất là rắn và chúng ta buộc phải xới lên. Đây các bạn này, đây này. Hôm trước mình trồng lại phải giờ phải xới lên các bạn nhá. Ở dưới đây là cũng có một cái lượng phân humic nhất định mình để dưới rồi các bạn này. Các bạn xới cái mặt lên. Xới mặt lên cho nó xốp. Và các bạn để ý nhé là sau chỉ xới cái đất lên thì ví dụ nó chỉ nắng 2-3 hôm thôi. Các bạn tưới á, là cái dâu nó nhìn cái bộ lá là các bạn biết ngay. Nó mơn mởn và nó phát triển rất là ok luôn á. Thì đấy là một trong những cái mà cái cách mà mình hay chăm sóc dâu tây vậy. Nó rất là, thật ra nó rất là thuần, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà đôi khi là các bạn kiểu như là các bạn sợ ở này khác, khi các bạn yêu quý nó, các bạn trồng mà rồi các bạn sợ chọc nó bị đứt rễ là khác nó chết đi, các bạn sợ thì các bạn thấy mình làm như vậy thì các bạn sẽ làm theo ha. Nói chung là khi nó đã sống được, nó bén rễ rồi á, thì chỉ một hai cái rễ nó hút nước được là nó ok đó các bạn. Các bạn xới xới rồi nhổ cỏ rồi các bạn tưới phân rồi, ví dụ tưới một xin lỗi là tưới nước lá chứ, tưới phân thì hôm sau, nói chung là khoảng độ 4-5 ngày sau đó. Các bạn tưới nước ở 4-5 ngày sau các bạn hãy bón thêm phân. Và các bạn bón phân á, thì các bạn nên lưu ý là đừng bao giờ bón trực tiếp xuống vào rễ nhá. Thì các bạn nên bới lên, các bạn bới lên rồi các bạn bỏ xung quanh này. Bón xung quanh thì các bạn bón thêm các cái bỏ, ví dụ mình sẽ bỏ thêm một ít humic rồi mình tủ đất lại. Và các bạn biết không, mình sẽ tưới cái hữu cơ vi sinh á, mình hòa ra mình tưới các bạn nhá. Mình hòa cho mình tưới, và đặc biệt là cái lân mình tuần mình tưới vài lần gì đó. Đấy, cái lân thì tưới nó cũng khá là ok. Cái nước cái lân thì bạn ngâm rồi các bạn cứ lấy cái nước trong á, cái nước các bạn tưới rồi, hoặc là có tất cả những cái loại nước mà ví dụ dịch chuối chẳng hạn là thuộc hữu cơ thì các bạn tưới thay nước cũng được, nó loãng loãng cũng không sao hết các bạn nhá. Đấy, nhưng các bạn chỉ có giữ nó ấy, như mình là cứ làm sao cho nó cái giá thể của các bạn nó xốp, thoát nước, và các bạn cứ mạnh dạn đó, cái mặt của cái chậu nó ấy là các bạn phải xới lên cho nó có kiểu như là nó có không khí xuống đó, là nó dâu tây nó phát triển khá là ok các bạn nhá. Đấy, thì các bạn cứ làm đi, rồi các bạn có kết quả thì các bạn hãy comment hoặc là nó kết quả như thế nào thì các bạn cho mình biết. Và thật sự thì với những cái video rất là giản dị và những cái việc mà nó rất là đơn giản là thôi, nhưng mà có thể là các bạn đôi khi các bạn cứ ngại ha, nhưng mà mình đã làm rồi cho nên là mình tin tưởng là các bạn cứ làm theo mình. Và rất là mong cho một cái mùa dâu tây của chúng ta là rất là có nhiều thắng lợi ha. Đấy. Năm nay thì thật sự thì ở Tây Nguyên nó mưa các bạn, mưa nó không được thuận lắm. Mình có chia sẻ một cái video thì kể trên Đà Lạt cũng vậy, mưa gió này khác thì nó không có tốt dâu tây đâu. Và dâu tây của mình thì do là trồng mình để ngoài trời đó các bạn, thì thiên thời đã lợi. Và nếu mà đến cái mùa dâu mà nó mưa nhiều thì cũng không tốt dâu tây, và đặc biệt nó phải nắng các bạn nhá. Đấy, thì các bạn nhớ là xới dâu nhá, xới dâu xong này các bạn chưa tưới vội đâu, các bạn chưa tưới vội các bạn để đấy rồi mai đi đấy, để cho nó khô cái lớp đất xới lên này. Các bạn hãy tưới nước sau, và tưới nước sau thì tưới nước lá đó các bạn nhá, từ từ tưới phân nhá. Thì mấy ngày sau các bạn tưới phân để cho cái rễ nó ổn định, nó mọc trở lại thôi, là các bạn sẽ tưới phân ok ha. Đấy, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video, và mình xin dừng ở đây nhá. Bye bye ha.